Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Chủ tịch nước với 97,5% đại biểu tán thành. Tuần qua, Việt Nam đã có thêm hơn 9.100 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong phần tin quốc tế, nguy cơ vỡ hồ chứa nước ở Florida, Mỹ. Singapore xử phạt gần 10.000 người vi phạm quy định phòng dịch. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 4, ngày làm việc đầu tiên của tuần thứ 3 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành quy trình bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước và tiến hành bầu tân Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Quốc hội nghe và thảo luận dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước với tỷ lệ là 468 trên 468 đại biểu bỏ phiếu thông qua. Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua với tỷ lệ 97,5%. Theo nghị quyết này, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Đúng theo quy định của Hiến pháp, sau khi Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tân Chủ tịch nước đã tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri của cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao bó hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tân Chủ tịch nước cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, các đại biểu khách quý, đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước. Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng với các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho Đảng, cho nhân dân và đất nước chúng ta. Kinh nghiệm cùng với những thành quả tốt đẹp mà các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm để lại chính là hành trang quý báu để tôi tiếp nối và phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình trên cương vị Chủ tịch nước. Đặc biệt, trong không khí trang nghiêm của hội trường Diên Hồng, tôi xin được bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự nghiệp của người luôn soi đường cho chúng ta đi, những gì cha ông ta, các bậc tiền nhân làm được,
luôn luôn là niềm tin, niềm cảm hứng cho quyết tâm, hành động của chúng ta hôm nay và cả thế hệ mai sau vì mục tiêu xây dựng nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Kính thưa Quốc hội, hôm nay dưới lá cờ đỏ sao vàng, tôi xin hứa trước Quốc hội và nhân dân cả nước sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tận tâm tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch nước được hiến pháp và pháp luật quy định, phối hợp công tác chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến nguyện vọng của nhân dân, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao. Kính thưa Quốc hội, trong toàn bộ nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam đã vượt qua một hải trình dồn dập đầy bão tố, từ bất ổn kinh tế thế giới đến đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ liên tiếp tác động rất nặng nề đến sự phát triển của đất nước. Song dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, điều hành quyết liệt sát sao của Chính phủ, sự phối hợp giám sát chặt chẽ của Quốc hội và sự đoàn kết đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới trong thực hiện mục tiêu kép, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, tô đậm thêm những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Có thể nói, những thành tựu của chúng ta giành được không chỉ đo được bằng con số GDP được tạo ra, mà còn là những giá trị xã hội vô hình, không thể tính hết. Đó còn là tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, lòng quả cảm, nhân hậu và tình người, sự bền bỉ và ái quốc trong nhân dân chúng ta. Không chỉ tài lực, vật lực mà còn cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa cùng tạo nên những nguồn sức mạnh cộng hưởng đem lại sự phát triển bền vững, thịnh vượng cho đất nước của chúng ta. Từ những bài học kinh nghiệm lịch sử, mỗi khi đất nước ta gặp khó khăn, thách thức, luôn có nguồn sức mạnh rất lớn đến từ tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập, sức mạnh của sự chính nghĩa, sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng hòa bình của triệu triệu người dân. Cũng chính nhờ vậy, chúng ta đã nhận được nhiều sự ủng hộ quý báu, sự hợp tác, hiểu biết, sẻ chia từ các quốc gia, bạn bè trong khu vực và trên thế giới. Kính thưa Quốc hội, vinh dự mà chúng ta có được hôm nay là vinh dự trong trách nhiệm gắn với hành động và lập trường vững chắc những điều đã hun đúc nên ý chí, tính cách và tinh thần cách mạng Việt Nam. Thực tế khó khăn không phải là thứ sinh ra để làm chuồn bước chân của chúng ta, nó là bài kiểm tra tinh thần nhẫn nại và ý chí vươn lên của chúng ta, làm cho kết quả đạt được của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn, xứng đáng là món quà truyền thừa cho con cháu chúng ta trong tương lai. Như Bác Hồ đã từng dạy, dân tộc ta là con rồng, cháu tiên, có nhiều người tài giỏi đánh bắt dẹp Nam, yên dân trị nước, tiến để muôn đời. Lịch sử vẻ vang dựng nước, giữ nước của dân tộc ta ở giai đoạn nào, thời kỳ nào cũng thể hiện khát vọng phát triển, lòng tự hào, tự cường dân tộc. Trong hàng ngàn năm lịch sử hào hùng đó, các thế hệ tổ tiên cha ông ta đã hun đúc ý chí quật cường, lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng vượt qua mọi hy sinh gian khổ để giữ gìn non sông bờ cõi, xây dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế của đất nước. Trên chuyến hải trình sắp tới, con tàu Việt Nam sẽ còn gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn. Đó là khi có cả những thời cơ và thách thức đan xen. Tôi luôn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, với bản lĩnh trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao niềm tin của nhân dân, đồng lòng, hành động xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Việt Nam là đất nước đa dạng với nhiều dân tộc anh em, nhưng chúng ta có chung một trái tim, một mái nhà, một lịch sử vẻ vang và một sứ mệnh
vinh quang, khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường 2045 sánh vai cùng các cường quốc Nam châu như ước nguyện của Bác Hồ và tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Đó không phải là món quà có sẵn vào năm 2045, mà đó là mục tiêu cao cả mà chúng ta hôm nay và những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu để giành được. Cha ông ta đã làm nên những trang sử hào hùng được viết bằng mồ hôi và xương máu của biết bao nhiêu thế hệ. Chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng tiếp nối truyền thống hào hùng đó sẽ có nhiều chương sử mới viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh hùng cường của đất nước ta và dân tộc ta. Kính thưa Quốc hội, trong bài phát biểu ngắn hôm nay, tôi xin gửi những tình cảm và lòng kính trọng đến những người lính Cụ Hồ dũng cảm, những chiến sĩ công an đang ngày đêm bảo vệ bình an cho nhân dân, sự bình yên nơi biên cương hải đảo của Tổ quốc. Họ là những biểu tượng của lòng can đảm, của tinh thần cống hiến, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Xin gửi đến đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Đảng và nhà nước ta luôn sát cánh cùng nhân dân để mùa màng thêm bội thu, để sản xuất kinh doanh luôn thành công, để những dòng sông luôn tuôn chảy mát lành, để những trẻ em luôn có những giấc mơ và hoài bão vươn xa, để những cụ già sống trọn phần đời thật ý nghĩa, hạnh phúc, và để thúc đẩy tinh thần cho những con người đang khát khao cống hiến, sáng tạo. Nhân dịp này, tôi xin được chuyển lời cảm ơn đến nhân dân, chính phủ và bạn bè quốc tế đã vững mãi niềm tin về sự tiếp nối hợp tác, ủng hộ quý báu dành cho đất nước và con người Việt Nam. Chúng tôi luôn là người bạn tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các bạn. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với đất nước, các vị khách quý, sức khỏe, hạnh phúc. Tôi may mắn và vinh dự được tiếp nối những thành quả quan trọng mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm việc thời gian qua trên cương vị Chủ tịch nước. Xin được học tập những kinh nghiệm quý báu, kế thừa và phát huy những thành tựu tốt đẹp mà đồng chí cũng như các vị lãnh đạo đi trước đã đạt được để góp phần hoàn thành tốt những trọng trách lớn lao sắp đến. Tôi xin kính tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng một bó hoa tươi thắm. Tôi xin chúc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành các quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đây, truyền hình nhân dân xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ và tên Nguyễn Xuân Phúc, tên thường gọi Nguyễn Xuân Phúc, ngày sinh 20 tháng 7 năm 1954, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Dân tộc Kinh, ngày vào Đảng 12 tháng 5 năm 1982, ngày chính thức 12 tháng 11 năm 1983. Trình độ đào tạo, giáo dục phổ thông 10 trên 10, chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân kinh tế, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nga. Khen thưởng, các huân chương lao động hạng 3 năm 2001, hạng 2 năm 2005, hạng nhất năm 2009. Huân chương chiến công hạng 3 năm 2003, huân chương vàng quốc gia của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2017, chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000 và 2010. Chức vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 11, 13, 14,
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 5 tháng 4 năm 2021. Tóm tắt quá trình công tác. Từ năm 1966 đến năm 1968, lên chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo, học phổ thông cấp 2. Từ năm 1968 đến năm 1972, học sinh cấp 2, cấp 3, bí thư chi đoàn, bí thư đoàn trường cấp 3 tại Hà Nội. Từ năm 1973 đến năm 1977, sinh viên khoa kinh tế công nghiệp KI5, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, bí thư chi đoàn. Từ năm 1978 đến năm 1979, cán bộ Ban Quản lý Kinh tế Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1979 đến năm 1993, chuyên viên, phó văn phòng, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, bí thư đảng ủy cơ quan, đảng ủy viên đảng ủy khối dân chính đảng tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, khóa 1-2, học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia. Từ năm 1993 đến năm 1996, Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khu Du lịch Furama Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam, Đà Nẵng, khóa 15-16, học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Từ năm 1997 đến năm 2001, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, khóa 17-18, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, kiêm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, khóa 6. Từ năm 2001 đến 2004, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, đại biểu Quốc hội khóa 11, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội khóa 11. Từ năm 2004 đến năm 2006, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, đại biểu Quốc hội khóa 11, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội khóa 11. Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội khóa 11. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 1 năm 2011, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Trung ương. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 1 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992, Tổ trưởng Tổ kinh tế của Tiểu ban Kinh tế xã hội, chuẩn bị Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, tham dự chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao Việt Nam tại Đại học Harvard. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục giữ các chức vụ trưởng ban, phó trưởng ban các ban chỉ đạo liên ngành nêu trên. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 7 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông, Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ngày 26 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông, Hải đảo, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Xây dựng và Phát triển Công nghiệp Quốc phòng An ninh, Trưởng ban Chỉ đạo về An toàn An ninh mạng Quốc gia, Trưởng tiểu ban Kinh tế Xã hội chuẩn bị Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Ban Chấp hành Trung ương Đảng được Ban Chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị khóa 13. Từ ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị, sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ, bên ngoài hành lang Quốc hội, các đại biểu đã đặt kỳ vọng nhiều vào Chủ tịch nước. Và sau đây là một số ý kiến của các đại biểu được phóng viên truyền hình Nhân dân ghi nhận vào sáng ngày hôm nay. Ai cũng kỳ vọng có một vị Chủ tịch nước thực sự xứng đáng để mà đứng đầu nhà nước trong đối nội đối ngoại và thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình để cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện được một cái giấc mơ, đó là xây dựng một nước Việt Nam hùng cường. Mỗi một đại biểu Quốc hội thì khi mà thực hiện cái nhiệm vụ của mình, khi mà bầu các cái nhân sự cấp cao nhà nước thì đều mong muốn rằng là và tin tưởng rằng là các cái nhân sự mình được bầu thì sẽ là những cái người mà thực sự là xuất sắc, cả về có tài, có đức, rồi có tầm và có trách nhiệm đối với cái nhiệm vụ mà mình được giao. Thì tôi tin tưởng rằng là cũng là kế thừa các cái nhiệm vụ, các cái khóa trước đây, kể cả của Quốc hội, của Chủ tịch nước, của Quốc hội, của Chính phủ. Thì tôi nghĩ rằng là tôi tin tưởng rằng là trong những cái nhiệm kỳ tới thì chắc chắn là các cái nhân sự được Quốc hội bầu tín nhiệm lần này có số phiếu rất là cao. Đấy. Thì sẽ là những cái nhân tố rất là tốt để mà tiếp tục đưa đất nước ta phát triển trong một cái giai đoạn mới, thời kỳ mới. Trong phần tin tiếp theo, nhiều trường đại học chưa công bố phương án tuyển sinh 2021. Kỷ luật cán bộ để xảy ra chặt phá rừng đặc dụng vườn quốc gia Xuân Sơn. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tới thời điểm này, nhiều thí sinh và phụ huynh đang khá lo lắng vì còn nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa công bố phương án tuyển sinh trên website theo quy định, dù hạn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra là ngày 31 tháng 3. Ở miền Bắc, các trường chưa công bố thông tin tuyển sinh gồm Đại học Y Hà Nội, Học viện Y Dược học cổ truyền, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thăng Long, Đại học Phương Đông. Ở phía Nam, nhiều đại học lớn chưa công bố thông tin tuyển sinh gồm Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Sài Gòn, Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam, Đại học Y Dược Cần Thơ. Thưa quý vị, một thông tin về sức khỏe cũng rất đáng lưu tâm, đó là tại thành phố Hồ Chí Minh thì trong tháng 3 vừa qua, số ca bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng. Mặc dù là chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, thế nhưng mà các bác sĩ cảnh báo đã có nhiều trường hợp mắc nặng và các phụ huynh cần phải cảnh giác đề phòng. Tính đến giữa tháng 3, toàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 2.500 ca tay chân miệng nhập viện, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tất cả các quận huyện đều có ca mắc tay chân miệng tăng cao ở mức báo động. Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Cho đến nay, bệnh vẫn chưa có vaccine dự phòng. Việc phòng bệnh chủ yếu thông qua việc giữ gìn vệ sinh của trẻ và của người chăm sóc trẻ như rửa tay thường xuyên bằng nước, xà phòng, vệ sinh hàng ngày, khử khuẩn hàng tuần vật dụng, đồ chơi của trẻ.
Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết là đã có thêm 9.158 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong tuần qua, nâng tổng số người được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam lên con số là hơn 52.400 người. Tính đến 16 giờ ngày 4 tháng 4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố cho 52.413 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương. 9.158 người được tiêm tại 12 tỉnh, thành phố được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 như sau. Hà Nội có 345 người, Hải Phòng có 1.556 người, Hải Dương có 1.156 người, Hòa Bình có 153 người, Hưng Yên có 34 người, Bắc Giang có 420 người, Hà Giang có 1.056 người, Điện Biên có 1.083 người, thành phố Hồ Chí Minh có 2.570 người, Bình Dương có 59 người, Tây Ninh có 173 người và Gia Lai có 193 người. Hiện nay các địa phương trên cả nước đang xây dựng kế hoạch triển khai sớm đưa số vaccine phòng COVID-19 do COVAX viện trợ vào sử dụng. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Tính từ 18 giờ ngày 4 tháng 4 đến 6 giờ ngày 5 tháng 4, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 là 2.631 ca. Tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó số lượng ca mắc tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Số người hiện được cách ly và theo dõi sức khỏe là 27.478 người. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió đến mực là 5.000 m, nên trong đêm ngày 4 tháng 4 và ngày 5 tháng 4 thì mưa còn phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc và có thể sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 4. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trong 24 giờ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm trong 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối, khu vực miền núi. Lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện của lũ quét. Liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng tại vườn quốc gia Xuân Sơn thuộc khu Hạ Bằng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ mà truyền hình Nhân dân đã phản ánh, Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Nông thôn tỉnh Phú Thọ thì đã thông tin về việc xử lý các tập thể và các cá nhân liên quan. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thực hiện phê bình đối với tập thể, cá nhân thuộc hạt kiểm lâm Tân Sơn do chưa kịp thời nắm bắt thông tin, bám sát địa bàn trong khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo vườn quốc gia Xuân Sơn, cá nhân ông Phạm Văn Long, giám đốc, ông Hoàng Gia Khánh, phó giám đốc vườn quốc gia Xuân Sơn. Đồng thời yêu cầu giám đốc vườn quốc gia Xuân Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng thuộc địa bàn được giao quản lý, tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong công tác bảo vệ rừng tại vụ việc chặt phá rừng đặc dụng vườn quốc gia Xuân Sơn. Hiện các vị trí móng trụ của công trình đường dây 500 kV mạch 3 đoạn đi qua thành phố Đà Nẵng đã được bàn giao và hầu hết các vị trí đã được dựng trụ. Tuy nhiên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở các khoảng néo và khoảng cột mà công tác kéo dây qua thành phố này thì vẫn chưa được thực hiện. Trong đó lý do nằm ở phần lớn là các hộ dân có nhà ở trên tuyến đường dây đi qua thì cần có đất tái định cư cụ thể thì mới chấp nhận bàn giao mặt bằng. Dù đã vận động nhiều lần với nhiều hình thức khác nhau, nhưng hơn 10 hồ sơ liên quan đến đường dây 500 kV mạch 3, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang vẫn chưa giải quyết xong. Do khu vực tái định cư vẫn còn chưa hình thành, còn việc thuê nhà để ở tạm chờ đất tái định cư thì gặp nhiều khó khăn, nên người dân tại đây vẫn chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Trước công điện của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các công trình đường dây 500 kV mạch 3,
Các địa phương tại đây đã tiếp tục đẩy nhanh công tác vận động người dân và xây dựng các phương án bảo đảm thi công công trình trọng điểm này. Hiện tại thành phố Đà Nẵng mới chỉ bàn giao được hơn 70% vị trí khoảng cột, 60% vị trí khoảng néo, là một trong những địa phương còn nhiều vướng mắc nhất về công tác giải phóng mặt bằng trong phần hành lang tuyến đường dây 500 kV mạch 3. Và nếu chỉ còn lại dù một vị trí cột chưa được bàn giao mặt bằng thì công trình trọng điểm quốc gia này vẫn chưa thể đóng điện. Thưa quý vị, bất chấp đại dịch COVID-19 và các hạn chế về di chuyển, nhu cầu thuê đất, nhà xưởng và kho bãi tăng đột biến khiến giá thuê ở các khu công nghiệp gần các thành phố lớn leo thang. Tuy nhiên, bất động sản công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực duy nhất ghi nhận tăng trưởng cả về giá thuê và tỷ lệ lấp đầy. Dữ liệu của Savills Việt Nam cho thấy là trong năm 2020, tại khu vực phía Nam, tỷ lệ lấp đầy đạt trung bình trên 80%, đặc biệt khu vực lên tới 90% là Đồng Nai, Bình Dương. Con số này thì thấp hơn tại các khu vực phía Bắc, song hầu hết đều trên 70%, đặc biệt là ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Nhu cầu thuê đất, nhà xưởng và kho bãi tăng đột biến, khiến giá thuê ở các khu công nghiệp gần các thành phố lớn leo thang. Thời gian tới, để gia tăng nguồn cung bất động sản công nghiệp do nhu cầu đang tăng cao, thì vụ quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố kế hoạch phê duyệt cho 561 dự án khu công nghiệp sắp tới với diện tích là trên 201.000 ha. Thưa quý vị, hơn 14.000 lượt phương tiện bị từ chối lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Cầu Rẽ - Ninh Bình. Đây là con số mà Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam mới thông tin. Hơn 14.000 lượt phương tiện bị từ chối lưu thông do vượt quá tải trọng. Cũng theo thống kê của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2021, trên 4 tuyến cao tốc mà Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam quản lý đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện lực lượng chức năng đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát kiểm soát toàn bộ tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Tất cả các vi phạm của tài xế đều được phát hiện và thông báo đến thiết bị cầm tay của cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường để xử lý. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ông Lâm Giai Long là lãnh đạo cơ quan quản lý giao thông ở Đài Loan, Trung Quốc, xin từ chức sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất trong 40 năm qua. Tuy nhiên, các lãnh đạo của vùng lãnh thổ này yêu cầu ông ở lại điều hành công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Người đứng đầu cơ quan giao thông Đài Loan, Trung Quốc khẳng định, mặc dù đơn xin từ chức của ông bị từ chối, ông vẫn sẽ xin chịu trách nhiệm của mình, chứ không trốn tránh. Đoàn tàu hỏa chở 350 người gặp tai nạn ở phía bắc vùng Hoa Liên, Đài Loan hôm 2 tháng 4, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn đường sắt thảm khốc nhất trong 40 năm qua ở Đài Loan. Cơ quan quản lý giao thông và quản lý ngành đường sắt đang đối mặt với nhiều câu hỏi về an toàn vận hành, như tại sao lại không có hàng rào chắc chắn bảo vệ đường tàu, và có phải họ đã bán ra quá nhiều vé đứng sau khi đã bán hết các vé ngồi hay không. Con tàu được phép chở tối đa 350 người trên 8 toa, nhưng đã chở tất cả 490 hành khách. Thưa quý vị, giới chức bang Florida, Mỹ đang cấp tập ngăn chặn vỡ hồ chứa nước thải lớn ở khu vực Vịnh Tampa, đồng thời sơ tán khu vực này để tránh lụt lội thảm khốc. Hồ chứa nước thải của nhà máy Ford Phát cũ đang bị rò rỉ tại phía nam thành phố Tampa, bang Florida, chứa hơn 1,1 triệu mét khối nước. Lỗ thủng tại hồ chứa có khả năng phun ra gần 1,3 tỷ lít nước trong vài phút, gây ra bức tường nước tới 6,1 mét. Thống đốc bang Florida DeSantis cho biết, chính quyền bang đang cố gắng ngăn chặn và đối phó nguy cơ. Các nhà chức trách đã đóng cửa nhiều đoạn của quốc lộ 41 và ra lệnh sơ tán 316 ngôi nhà. Một số gia đình được đưa vào các khách sạn ở địa phương. 345 tù nhân cũng đã được sơ tán khỏi một nhà tù cách hồ chứa khoảng 1,6 km. Singapore đã xử phạt gần 10.000 cá nhân và doanh nghiệp vi phạm các quy định phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến hết tháng 3 năm 2021. Nhà chức trách cảnh báo là sẽ không nới lỏng thực thi các hình phạt, dù là tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Trong số các vụ xử phạt có 7.500 người bị phạt vì vi phạm các quy định về giãn cách xã hội và các biện pháp an toàn nơi công cộng, 1.800 người bị phạt vì không đeo khẩu trang. Trong khi đó, Bộ Nhân lực Singapore cũng đã kiểm tra hơn 38.000 nơi làm việc và đã xử phạt hơn 300 công ty vi phạm. Tổng số tiền xử phạt chưa được công bố. Mức phạt hiện hành đối với cá nhân vi phạm giãn cách xã hội hay không đeo khẩu trang ở Singapore là $300 Singapore. Nếu tái phạm, sẽ bị phạt $1.000 Singapore. Hiện Singapore có khoảng 3.000 nhân viên và tình nguyện viên tuần tra hàng ngày để bảo đảm giãn cách xã hội và thực hiện các quy định phòng chống dịch.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.